Tôi là doanh nhân thế hệ 8X, thế hệ được kế thừa và kỳ vọng. Tôi vừa đi học, vừa tập thể thao và bắt đầu vào kinh doanh. Tôi quyết định mở một cái tiệm bánh canh cá, biết kiếm đồng tiền như thế nào. Tính tôi thì rất là chịu thách thức, càng thách thức thì mình càng thích. Cái tố chất của vận động viên nó giúp trong cái công việc kinh doanh rất là tốt. Khi mà chỉ đạo đỉnh cao thì mình cũng phải nghiên cứu thật là kỹ chiến thuật cho từng đối thủ. Thì tôi là doanh nhân, công tác chuẩn bị của mình cho một cái mục tiêu này cũng chuẩn bị rất là kỹ, bền bỉ, đeo đuổi tất cả mục tiêu của mình, biến các cái mục tiêu của mình thành hiện thực. Hơn một năm vừa qua thì thêm một cái thách thức là đầu tư một lĩnh vực mới, y tế phục vụ cho sức khỏe của người dân, văn hóa thì tôi phục vụ cho đời sống tinh thần của người dân, thể thao thì tôi phục vụ đời sống thể chất của người dân. Để đeo đuổi tất cả mục tiêu của mình và biến các cái mục tiêu của mình thành hiện thực. Là đấy có phải là giải trí bằng việc vẽ không? Liệu vẽ có thể giải trí được không? Thôi rồi, thì qua cái đặt vài câu hỏi, em nói là 3 năm thu hồi được vốn, nhưng anh tính là như em đưa ra cái tỷ lệ này thì ít nhất phải 10 năm chứ đã thu hồi vốn. Hai nữa là nó cũng không phải nằm trong cái hệ sinh thái mà anh quan tâm, nên anh quyết định không đầu tư.